Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, nhiều địa phương ở miền Bắc đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện tăng nóng với mức tăng trưởng bình quân đều trên 10% một năm, thậm chí có địa phương tăng từ 15 đến 20%. Đối với Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống dân sinh, còn là đơn vị tiên phong đã và đang thực hiện hiệu quả các chương trình về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, trong đó có chương trình điều chỉnh phụ tải DR theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Năm 2021 vừa qua đã có 3.225 khách hàng tham gia tại 27 tỉnh miền Bắc với sản lượng điện tiết giảm khoảng 1.000 MW. Các khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải tự nguyện DR đã dịch chuyển thời gian sản xuất, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng sản xuất và công suất hoạt động của máy móc, nhưng vẫn tiết kiệm được một sản lượng điện nhất định. Chúng tôi cũng tăng cường công tác truyền thông đối với khách hàng sử dụng điện, không sử dụng thiết bị công suất lớn vào cái giờ cao điểm và nắng nóng. Thế và làm việc với các doanh nghiệp, các cái nhà máy sản xuất về kim loại, về luyện, về quặng, cũng như là các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng xi măng, sắt thép có công suất lớn để điều chỉnh phụ tải, tập trung sản xuất vào những giờ thấp điểm. Từ sau khi tham gia vào DR, hàng năm đơn vị này đều xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất trong mùa nắng nóng, như xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị có công suất tiêu thụ lớn như máy nghiền, trạm bơm, máy nén khí vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Đơn vị còn xây dựng phương án tự cắt, giảm phụ tải ở các dây chuyền sản xuất khi hệ thống điện bị quá tải, sự cố gây mất điện hoặc thiếu nguồn, đảm bảo không bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của đơn vị trong thời gian tiết giảm phụ tải. Với một doanh nghiệp sử dụng điện lớn thì chỉ cần tiết kiệm một chút thôi thì cũng đã tạo ra một cái kinh tế rất lớn cho doanh nghiệp. Thì cái việc tiết kiệm điện là hàng đầu của doanh nghiệp chúng tôi. Như chúng tôi đã sử dụng thêm các cái thiết bị như các cái biến tần chẳng hạn để làm sao mà tiết kiệm được điện tối đa nhất. Ví dụ như chúng tôi áp dụng cái hệ thống tiết kiệm điện thì một năm chúng tôi có thể tiết kiệm được 20% sản lượng điện dùng trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp này là một trong những đơn vị nhiều lần tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Có những thời điểm đã điều chỉnh tiết giảm đến 6,5 MW. Để thực hiện có hiệu quả chương trình tiết kiệm điện và DR, đơn vị đã giao bộ phận kỹ thuật điện làm đầu mối, phối hợp với phòng kế hoạch sản xuất, văn phòng để trao đổi, cập nhật thông tin trực tiếp từ phía điện lực. Khi điện lực thông báo về thời gian có thể điều chỉnh phụ tải, căn cứ tiến độ giao hàng sẽ ngay lập tức xây dựng kế hoạch đối với bộ phận sản xuất, bố trí lao động làm việc tăng hoặc giảm ca vào khung giờ thích hợp. Đối với phía doanh nghiệp là rất là ủng hộ và cũng sẽ đồng hành cùng với điện lực của Hà Nam để làm các cái chương trình, ví dụ như là đầu tư máy móc thiết bị này, cải tạo nhà xưởng này, và phối kết hợp để tạo thành một cái phong trào thi đua để cho mọi người tiết kiệm điện. Sẽ chạy những cái dây chuyền sản xuất máy quan trọng nhất, còn những khu vực mà nó không quan trọng thì có thể là đóng máy cho công nhân, giải pháp sẽ sang các bộ phận khác. Theo dự báo của EVN-NPC, phụ tải đỉnh hè năm 2022 sẽ tăng từ 12 đến 15%, đạt từ 16.500 đến 16.950 MW, tăng thêm 2.000 MW so với mùa nắng nóng năm 2021. Trong khi ở phía nguồn cung, việc bổ sung nguồn điện mới lại chưa nhiều. Do đó, để cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, ngành điện mong muốn khách hàng triệt để sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Các khách hàng lớn tích cực tham gia vào chương trình DR. Tổng công ty Điện lực miền Bắc chúng tôi cũng xác định rằng cấp điện cho 2022 là tiếp tục gặp những khó khăn. Thì chúng tôi cũng cam kết là nỗ lực tối đa mọi nguồn lực. Tuy nhiên rằng là cũng rất là cần sự chia sẻ, điều tiết, điều chỉnh phụ tải của phía khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các nhà doanh nghiệp sản xuất lớn. EVN-NPC là đơn vị có tốc độ tăng trưởng và sản lượng điện thương phẩm cao nhất trong 5 tổng công ty phân phối của EVN. Kết thúc năm 2021, điện thương phẩm của EVN-NPC đạt 81,83 tỷ kWh. Để cung ứng đủ điện trong năm 2022, EVN-NPC đã chủ động khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp, giao kế hoạch, thực hiện đầu tư đúng tiến độ, có trọng điểm các công trình điện trên các địa bàn quản lý,
chuẩn bị sẵn vật tư, thiết bị dự phòng để thực hiện mục tiêu cao nhất của chính phủ là đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, kịp thời cho phục hồi và phát triển kinh tế cũng như đời sống của nhân dân.